Em Bảo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin được giới thiệu cho quý anh chị tiến độ thi công của khu đô thị số 4 thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa do chủ đầu tư Tasicoland là chủ đầu tư thi công. Thì sau đây em Bảo sẽ dẫn quý anh chị vào công trường để xem trực tiếp công nhân hiện tại đang thi công đến đâu tại khu đô thị số 4 này. Thì em muốn giới thiệu cho quý anh chị đây chính là dự án hiện tại đang thi công. Hiện tại thì đây chính là gọi là phần thi công phần dầm nền. Quý anh chị đang thấy thì chủ đầu tư thi công phần dầm nền cao so với mặt tường khoảng đâu đó tầm khoảng từ 2 đến 30 phân nha quý anh chị. Thoải mái cho quý anh chị có thể là vận hành kinh doanh với nền lòng nhà, sàn nhà cao hơn so với mà làn đường thì quý anh chị. Sau đây em báo sẽ cho flycam quay trực tiếp cho quý anh chị từ trên cao. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là đối diện giữa khu đô thị số 4, đây chính là dự án Vinhome Star City Thanh Hóa với quy mô là 140 ha, và dự án khu đô thị số 4 hiện tại đang có quy mô là hơn 7 ha nha quý anh chị. Cách nhau duy nhất chỉ có một làn đường, đó chính là đại lộ Nam Sông Mã nha quý anh chị. Sau này chủ đầu tư sẽ gọi là mở rộng lên là 6 làn đường nha quý anh chị. Thì hiện tại thì về tiến độ dự án khu đô thị số 4 này thì chủ đầu tư đang cất nóc lên tầng 4 và tầng 5 những căn mặt ngoài đại lộ Nam Sông Mã nha quý anh chị. Còn những mặt trong thì đang hiện tại đang lên tầng 2 và tầng 3 rồi. Có những căn lên tầng 4 và tầng 5 nha quý anh chị. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là ô đất trống khu vực tái định cư, sẽ là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ đền bù cho dân sinh tại phường Đông Hải nằm trong khu đô thị số 4 này được di rời. Quý anh chị đang thấy đây chính là mặt shop house hay còn gọi là liền kề của Nam Sông Mã, khu đô thị số 4 này. Thì hiện tại giá dao động cả xây dựng như quý anh chị, bên em Zumo với chủ đầu tư đang khoảng là hơn 50 triệu mét vuông. Đâu đó thì một căn tại dự án có diện tích là 105 m² thì giá dao động đâu đó tầm khoảng là hơn 5 tỷ một căn như quý anh chị. Diện tích là 105 m², mặt tiền là 6 m, sâu từ 20 cho đến 22 m như quý anh chị, mặt tiền từ 6 cho đến 7 m tùy từng vị trí, tùy từng căn. Những căn xẻ khe và căn góc sẽ có diện tích lớn, đó chính là tầm khoảng 120 cho đến 130 m² nha quý anh chị. Trung bình mặt tiền đều 6 đến 7 m thì quý anh chị thoải mái, quý anh chị kinh doanh đủ loại mọi hình luôn. Đi qua phân khu liền kề thì đây chính là phân khu biệt thự nha quý anh chị. Biệt thự thì có diện tích dao động từ 180 cho đến 300 m², cùng có hai loại hình chính, đó chính là biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Quý anh chị em thấy thì đây chính là thiết kế của biệt thự song lập tại dự án khu đô thị số 4 này. Diện tích một căn song lập tại dự án thì có diện tích dao động từ 180 cho đến 240 m², còn những căn đơn lập có diện tích trên 260 m² nha quý anh chị. Hiện tại thì dự án có số lượng căn đơn lập rất là ít. Căn đơn lập xuất hiện chủ yếu là những căn góc và căn xẻ khe. Giá dao động của biệt thự thì bên em đang zoom với chủ đầu tư thì hiện tại đang giá dao động trên gọi là 50 cho đến tầm khoảng là 70 triệu một mét vuông như quý anh chị. Diện tích xây dựng khoảng 60%. Chủ đầu tư để chờ cho quý anh chị là 40% thì quý anh chị có thể là làm các bãi đỗ xe này, hay là hồ bể bơi này, hay là hồ cá coi, thì quý anh chị có thể là tùy vào thiết kế gọi là biệt thự nhà vườn, tùy vào thiết kế của mỗi gia chủ. Quý anh chị đang thấy thì mặt view của biệt thự, phân khu biệt thự tại khu đô thị số 4 chính là quốc lộ 1A. Đây chính quý anh chị đang thấy bãi đất trống này thì chủ đầu tư sau này sẽ gọi là xây dựng các tiện ích như là bãi đỗ xe này, khu trung tâm thương mại và tài chính ngân hàng. Thì quý anh chị có thể là sử dụng các tiện ích tại dự án khu đô thị số 4 này và không phải đi bất kỳ nơi nào khác nha quý anh chị. Riêng bản thân khu đô thị số 4 này đã đầy đủ hết các tiện ích cho quý anh chị sử dụng tại gia đình rồi.
Quý anh chị đang thấy thì đây chính là mặt mặt liền kề đối diện là đại lộ Nam Sông Mã và đối diện là dự án khu đô thị Vinhome Star City Thanh Hóa, là khu đô thị số 1 đầu tiên tại Thanh Hóa. Quý anh chị đang thấy thì mặt đại lộ Nam Sông Mã thì đang có giá dao động liền kề nhé, thì đang có giá động trên 50 triệu một mét vuông, đâu đó thì khoảng hơn 5 tỷ là quý anh chị có thể là sở hữu được căn biệt thự tại dự án khu đô thị số 4 này. Và nếu quý anh chị có tài chính gọi là vừa phải hơn thì quý anh chị có thể là chọn những căn vị trí mặt trong khu đô thị, thì giá dao động đang khoảng từ 20 cho đến không khoảng 30 triệu một mét vuông, đâu đó là quý anh chị là tầm khoảng từ 2 cho đến 3 tỷ là quý anh chị có thể sở hữu một căn liền kề với diện tích đâu đó tầm khoảng từ 80 cho đến 90 mét vuông là mặt trong, với mặt tiền là khoảng 5 mét nha quý anh chị, chiều sâu tầm khoảng từ 10 17 cho đến 19 mét. Quý anh chị đang thấy bãi đất trống này thì một bãi đất trống vuông vắn quý anh chị đang nhìn thấy thì đấy chính là khu tái định cư, đấy chính là đất nền. Còn bãi hiện tại đang gọi là lổn nhổn quý anh chị đang thấy thì đây sau này chủ đầu tư sẽ gọi là xây nhà ở xã hội cho quý anh chị. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là vị trí của khu đô thị số 4 đối diện dự án Vinhome Star City Thanh Hóa. Các khu đất trống của dự án Vinhome Star City Thanh Hóa này thì sau này sẽ chủ đầu tư sẽ được xây dựng các khu đô thị hay là còn gọi là nhà ở chung cư cho các gọi là đơn vị thu nhập trung bình và thấp tại dự án. Thì quý anh chị đang thấy thì dự án khu đô thị số 4 này được hưởng lợi rất là nhiều tại tại vị trí của mình. Thứ nhất là đối diện với dự án Vinhome Star City Thanh Hóa, còn cụ thể hơn là đối diện các khu cao tầng sau này sẽ Vin sẽ triển khai tại các khu vực đất trống đối diện với khu đô thị số 4 này và đối diện với đại lộ Nam Sông Mã này quý anh chị. Đại lộ Nam Sông Mã là một trong những con đường gọi là nối liền với các dự án gọi là lớn tại Thanh Hóa, đó chính là Vin này, khu đô thị số 4 này, khu đô thị Đông Hải này và gọi là đại dự án 1.260 ha gọi là đường huyết mạch của dự án, đó chính là Sun Group Sầm Sơn nha quý anh chị. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là bãi đất trống hơn 4 ha này, sau này sẽ là tiện ích chính của dự án khu đô thị số 4 này. Quý anh chị đang thấy thì ở đây hiện tại đã có hồ điều hòa rồi, thiếu bãi đỗ xe này, khu trung tâm thương mại này và đó chính là thiếu ngân hàng nữa. Ngân hàng đây thì gần như đầy đủ các tiện ích thì quý anh chị có thể là sử dụng tại chính căn nhà của mình thôi, không phải đi bất kỳ khu đô thị khác hay là vị trí khác để gọi là sử dụng các tiện ích tại nơi khác như quý anh chị. Video đến đây cũng kết thúc. Em báo cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này. Nếu quý vị hay thì hãy chia sẻ và like để ủng hộ em báo nhé. Còn nếu quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về dự án thì cứ xin liên hệ số điện thoại em để trên đây này là 08233 19465, gặp em Trọng Báu để em có thể là tư vấn cho quý anh chị nhé. Em báo chào quý anh chị.